Bệnh viện Quân y 175 cho biết qua 47 ngày điều trị tích cực với 10 ngày chạy ECMO, 12 lượt lọc máu liên tục, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân nam 37 tuổi ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bị suy đa cơ quan vì sốt xuất huyết nặng. Trước đó, bệnh nhân có đi khám tại bệnh viện tư và được chẩn đoán sốt xuất huyết cho điều trị ngoại trú theo đơn thuốc. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, huyết áp giảm nên đến bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc tổn thương đa cơ quan. Sau thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ nhanh chóng cho bệnh nhân được thở máy, kiểm soát dịch chống sốc, lọc máu liên tục, thay huyết tương điều trị gan. Tuy nhiên, tình trạng vẫn không cải thiện do rối loạn chức năng đa cơ quan nặng. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên viện với bệnh viện Chợ Rẫy để đặt ECMO. Đến nay, sau 47 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi và tái khám theo chỉ định.